thành công thì mình cảm giác rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà được mọi người đón nhận, cũng như là khách hàng đeo những chiếc mấn đi ngang qua phố hay là mình gặp bất kỳ ở đâu đó. Thường thì mọi người sẽ mong chờ thì nghĩa là một cái gì đó nó vẫn dân tộc, nó vẫn lúng liếng ngày xưa như hiện đại ngày nay. Đây là một cái bài toán rất là áp lực cho Thủy. Thủy cũng muốn làm mới, mình sẽ cố gắng là đưa các cái chất liệu mới, nhưng mà vì sao thì ở đâu đó vẫn cảm phất Thủy Nguyễn với gấm là lụa. Người phụ nữ hiện đại phải làm gì và nó nên thay đổi như thế nào, nó cần nhớ cái gì và nó nên phát triển ra sao? Mình sẽ dùng cái ngôn ngữ thời trang để nói lên cái thông điệp này. Chờ xem Thủy Nguyễn với câu chuyện sắp tới nó sẽ là gì.